Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn một con cái siêu mỏ đen các bạn. Cái siêu mỏ đen tơ và một con được xin. Được xin giá 11 triệu các bạn. Siêu mỏ đen này các bạn thấy không? Rúng nè, chân móng được hoàn thiện các bạn. Con này tướng cao dền vàng các bạn. Tướng cao dền vàng. Đó, cái đầu trọc lóc luôn các bạn thấy không? Chân móng nè, móng sò hoàn thiện hết các bạn. Móng sò hoàn thiện hết. Đó, cái siêu mỏ đen này các bạn thấy không? Chân móng nè, móng sò các bạn thấy không? Rúng cực kỳ dài luôn các bạn. Rúng cực kỳ dài luôn. Lông đuôi thì một chùm. Lông đuôi thì một chùm nè các bạn. Đó, chân móng hoàn thiện, chân thẳng băng luôn, rúng nè. Cực kỳ dài luôn, chân móng nó hoàn thiện nè các bạn thấy không? Đó. Con cái siêu mỏ đen này chủ báo giá là 24 triệu 500 ngàn các bạn, 24 triệu 500 ngàn. Đó, con này rất là cao, rất là dền vàng các bạn. Mẫu cực kỳ đẹp nha. Chút mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết. Đó. Cái đầu này các bạn thấy không? Trọc lóc. Siêu mỏ đen đầu trọc lóc, cái dòng này nó rất là mát sữa các bạn. Còn đây là được xin nè các bạn. 11 triệu. Được xin này 11 triệu các bạn. Chân móng hoàn thiện hết. Đó, móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, đòn dài bạc gu, yểm dậu nghiêm chỉnh, sái thích đúng. Giá 11 triệu, giá cực kỳ im luôn các bạn. 11 triệu. Đó, xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh đó, được xin nha các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Chân móng hoàn thiện hết, móng sò. Đó, dàn chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Được xin này cũng lớn xương nha các bạn. Đòn dài, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, giá 11 triệu các bạn, 11 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đòn dài, bạc gu, chân móng đồ hoàn thiện, giá 11 triệu, được xin. Đó các bạn thấy không? Yểm dậu đồ nghiêm chỉnh hết. Móng sò, yểm dậu nghiêm chỉnh hết các bạn. Lớn xương đòn dài nha các bạn. Gu bạc nha. Giá 11 triệu các bạn. Và bây giờ mình sẽ đo cận cảnh của được xin này nó cao bao nhiêu cho anh em biết luôn các bạn. Đây, đo cận cảnh được xin nè các bạn. Cao 1m05 bò các bạn. Cao 1m05 bò. Giá 11 triệu. Cao 1m05 bò giá 11 triệu các bạn. Đòn dài bạc gu nè. Sái tích này nghiêm chỉnh, chân móng được hoàn thiện. Cao 1m05 bò giá 11 triệu các bạn, được xin. Giá cực kỳ im luôn nha các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, sái tích đồ được xin này nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng nè, chân móng là hoàn thiện hết. Yếm dậu nghiêm chỉnh các bạn. Còn cái siêu mỏ đen các bạn, bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cái siêu mỏ đen cho anh em biết luôn các bạn. Tướng dền vàng con này, sau này lên cái mẫu cực kỳ đẹp các bạn, lớn con. Siêu mỏ đen cực kỳ lớn con nha các bạn. Chân móng được hoàn thiện, xương cối các bạn, đầu cọc lóc luôn. Lưng thẳng đòn dài. Lưng thẳng đòn dài, rúng. Rúng nè các bạn không, thấy cái rúng không? Rúng cực kỳ dài luôn các bạn. Đó, chân móng sò hết rồi các bạn. Sẽ đo cận cảnh con siêu mỏ đen tơ này cho anh em thấy các bạn. Chưa bẻ cái răng này nha các bạn. Tơ ngay, chưa bẻ cái răng hết các bạn. Mà tướng dền vàng cứ vậy các bạn. Siêu mỏ đen này rất là lớn con các bạn. Rất là lớn con. Đòn dài, lớn con, đầu trụi. Đó, xin tơ nha các bạn. Chưa bẻ răng nha. Đây, đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Đây, cao 1m26 bò các bạn. Cao 1m26 bò, giá là 24 triệu 500 ngàn các bạn. Cao 1m26 bò, giá là 24 triệu 500 ngàn, siêu mỏ đen tơ, chưa bé răng. Cao 1m26 bò, giá là 24 triệu 500 ngàn các bạn. 24 triệu 500 ngàn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, đòn dài rúng rồi nghiêm chỉnh hết, đầu trụi luôn các bạn, đầu trụi trọc lóc luôn các bạn.
Anh em nào có nhu cầu mà để giống cái siêu mô đen thì cứ liên hệ trực tiếp con bò nha các bạn. Mình comment dưới màn hình các bạn. Cái dòng siêu mô đen này rất là mát sữa các bạn, nuôi con cũng rất là giỏi nha. Đó, mà con siêu mô đen này rất là to con các bạn. Nó cao tơ mà nó cao tới 1m26 bò lần các bạn. Đó, là nó còn cao, còn lớn dữ lắm các bạn. Đầu trụi giá là 24.500.000 các bạn, 24.500.000. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại cái siêu mô đen chủ báo giá là 24.500.000, chưa bẻ răng, cao 1m26 bò. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.